Mọi người xem IV giỏi chưa nè, nay con biết tự uống nước rồi đó nha. Hồi còn nhỏ có bạn nào thích chơi nhà hơi ở trong mấy cái khu vui chơi thiếu nhi không nè? Hoa vừa mới khám phá ra một địa điểm vui chơi thích hợp cho cả trẻ em lẫn người lớn. Đây là Chum Arena nằm ở quận 7. Trước khi vào chơi thì mình sẽ phải đi mua vé và mua vớ để đeo nữa nè. Vớ này là vớ chống trơn trượt để xíu nữa mình nhảy sẽ không có bị trơn đó mọi người. Ở đây có tủ gửi đồ và có chìa khóa nữa nên là mọi người cứ gửi đồ để đi chơi cho nó thoải mái nha. À, Hoa khuyên mọi người nếu mà có đến đây chơi á thì mọi người nhớ mặc đồ thoải mái nhất có thể nha. Bởi vì các trò chơi trong đây thì nó thiên về hoạt động leo trèo và nhảy nhót không à. Bạn nào mà mặc đầm hay là quần bó là xác định vô đây chỉ nhìn người ta chơi thôi đó nha. IV nhà Hoa nhìn nhỏ xíu vậy thôi chứ cũng tham gia nhiệt tình lắm luôn á. Tính ra cái trò leo dốc này cũng dễ lắm mọi người. Mọi người chỉ cần lấy đà sau đó thì chạy thiệt là nhanh, bám vào cái thành này là thành công rồi nè. Nãy giờ chạy nhảy cũng nhiều rồi, bây giờ thì mình sẽ chuyển qua leo núi để cho nó nhẹ nhàng một chút nha. Bộ môn này nhìn đơn giản vậy thôi chứ nó không hề đơn giản một chút xíu nào luôn. Chơi cái trò này đi lên thì dễ nhưng mà đi xuống là sợ cực kỳ luôn mọi người. Đi lên tới đích rồi nhưng mà Hoa không có dám nhảy xuống vì sợ độ cao. Nhưng mà mọi người yên tâm, khi mà mọi người nhảy xuống thì cái dây nó sẽ thả từ từ xuống nên là không có gì phải sợ hết đó. Chơi mấy cái trò này nó tiêu hao năng lượng cực kỳ luôn mọi người. Mệt thì cũng có mệt đó nhưng mà cực kỳ vui. Mấy chị em Hoa cười từ đầu đến cuối luôn. Chơi mấy cái trò này kiểu như là vừa thư giãn vừa rèn luyện sức khỏe nên là nếu có thời gian thì mọi người nhớ đến đây trải nghiệm nha. Chum Arena đang có chương trình khuyến mãi đi 3 tính tiền 2 và thứ tư hàng tuần, có gì mọi người lưu ý nha. Phải công nhận là mấy bạn nhỏ này năng lượng nhiều ghê luôn đó mọi người. Đứa nào nữa nấy mồ hôi đều ướt đẫm người mà vẫn còn đòi chơi nữa nè. Nhưng mà cũng nhờ mấy bạn nhỏ mà những người lớn như tụi mình có được một ngày trải nghiệm thật là thú vị. Sau khi mà chơi hết tất cả các trò thì vừa mệt vừa đói vừa khát nhưng mà sảng khoái lắm luôn đó mọi người. Người lớn tụi mình thì vừa mệt vừa đói mà mấy bạn nhỏ thì vẫn còn năng lượng để đòi vô chơi tiếp nữa nè. Trên đường về thì thấy còn sớm nên là tụi mình ghé vô ăn sushi. Trời ơi, ta nói chơi mệt xong ăn nó ngon gì đâu luôn à. Kết thúc một ngày cuối tuần cả trẻ em và người lớn đều vui.